Chào em ạ. Con chứ. Còn con trai thì còn con gái. Đó, chờ đó đó đó. Đây này anh ơi. Qua này hai cô này muốn bắt em. À, hai em cho anh hỏi một tí nhá. Em bên này bên tên gì? Ca. Ca. À, sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2005 á. Là năm nay là mười mấy nhỉ? 17 à? À, sắp 17 rồi. Ngày trước anh có gặp hai người rồi đúng không? Mà anh quên tên. Còn em tên gì? Bàng. Cái gì Bàng? Sông Thị Bàng. Bao nhiêu tuổi nhỉ? 16 tuổi. Hai bên là đều bằng tuổi nhau hay sao? Em có 2005 đúng không? À rồi. Thế hôm nay từ Tết đến giờ đi chơi nhiều chưa? Em lần đầu tiên ra đây. Lần đầu tiên ra đây á? Vậy ngày trước đi chơi đâu? Trong bảng à? Thấy ở đây đẹp không? Sau này đi chơi có dẫn người yêu tới không? Ngày người yêu ngày trước chia tay chưa? Chưa. Yêu cũng lâu thế nhỉ? Sao mà ngày hôm đấy đi chơi cũng không có người đi chơi mà hôm nay ngày Tết cũng không đưa người yêu đi chơi là sao? Yêu gì kỳ thế? À, người yêu đi học à? Tết vẫn đi học à? Vâng. Hai cô gái này thông cảm cho người yêu thế nhỉ? Đi một mình vậy lỡ mai có anh nào bắt vợ sao? Có yêu họ sao người ta bắt? Ừ, anh kia là nãy anh kêu là có ai muốn bắt vợ không anh bắt kìa. Anh mà gật đầu cái là anh đến túm hai cô đi luôn. Bắt đâu phải dễ đâu đúng không? Thế người yêu anh không giữ em cẩn thận là có người bắt đấy. Lắm nhưng mà chịu là đẹp. Rồi, cho anh hỏi là em cảm thấy nơi này như thế nào? Đẹp lung linh. Đẹp lung linh, còn em? Đẹp lung lẫy đúng không? Một người lung linh, một người lộng lẫy đúng không? Thế tát lát nữa có lên trên đồi sông chơi không? Em lên xuống. Xuống rồi á? Ồ tiếc thế nhỉ? Anh đang tính lên đấy bắt vợ. Nhưng mà hình như ở dưới đây cũng bắt được mà. Bắt được không? Anh có mấy thằng em kia ngoài kia nó kêu đang muốn đi vào đây bắt vợ này. Thì anh kêu nó vào đây nhá. Sao không? Hai cô gái xinh đẹp này cho nó vào đây nó bắt. Anh kêu người quen của anh đấy bắt thoải mái đi. Là nó bắt đấy. Được không? Không được hả? Thế hôm nay đi chơi đã chụp nhiều ảnh chưa? Một tấm à? 100 tấm à? Ơ vậy làm sao? Hãy cùng kênh Cô Gái Dân Tộc khám phá thêm văn hóa, truyền thống, lịch sử, tôn vinh nét đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả các quý vị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.